Dạ, tôi đang ăn bánh mì cho cái test. Tập mới, tập mới. Phải ăn cái bánh mì này. Nên thử nghiệm, thử nghiệm. Ăn bánh mì này nó chích thuốc ở trong đây nè, thử nghiệm. Coi nó xuống á, từ ở trên cái con cổ của cái ly nó xuống tới cái bụng của cái ly á, mà nó xuống chậm hay nó xuống nhanh, nó xuống sao mà nó chích thuốc vô đây rồi ăn nó ngứa mà đói cái ly ghét. Còn bán bánh mì với hùng gà mà cái món này là chồng của cái ly lại khoái ăn nữa. Yep. Phải ăn cái này, trái cây này với uống nước. Cái đào, nước, sữa cho mà uống được, mới uống đạn nước lạnh phải mang bao tay vô, tại vì mấy cái radiation đúng không, Cái trong cái thuốc á. trong cái thuốc nó sẽ làm cho mình bị ấy. Xong á. Nói gì đi. Ok. Đang nằm trên cái giường cho nó quay cái bụng á, cái đồ ăn vô xuống cái bụng á, trong đây nè. Nằm đây 4 tiếng đồng hồ hả? Phải nằm gì 4 tiếng. Khổ quá. Tội nghiệp quá. Ok. Nói gì nữa không? Ok, bye bye.